Vâng, em Hoàng Tưởng xin được chào cả nhà nha. Hôm nay em lên nói chuyện với cả nhà. Vải thời điểm như sáng nay là bắt đầu nó tụt nha cả nhà nha. Đấy, vải tụt đấy là do các bác là đến thời điểm này là các bác không chịu được cả nhà. Không chịu được bởi vì sao? Bởi vì những cái vườn của các bác ấy phun thuốc sâu để phòng bệnh ấy rất ít cả nhà. Đến thời điểm này là không chịu được là những cái con sâu, con bướm ấy, cả nhà, con bướm châm ấy. Nó châm đến thời điểm này là hỏng rất nhiều, là các bác không chịu được rồi. Các bác phải bẻ thôi, không thể chịu được. Nó châm cho rụng bằng hết nha cả nhà nha. Đấy, em đi xem ấy, có vườn là nó châm hỏng hết rất chi là nhiều. Nếu mà 10 quả đấy, trong khi đó nó phải rơi vào khoảng độ tầm 10 quả, nó phải rơi đi khoảng độ tầm 50 quả, 5 quả rồi, 5-6 quả rồi. Gọi là mất đi một nửa rồi nhá cả nhà nhá. Đấy. Nếu mà để trong vòng khoảng độ tầm 3 ngày nữa là nó sẽ không còn nữa đâu. Nó có khả năng là nó sẽ châm và nó sẽ lây lan và nó sẽ hỏng hết cả vườn. Đấy. Là đối với nhiều anh em ấy là anh em không phun được. Đấy. Năm nay tình trạng bỏ là rất nhiều nhá cả nhà nhá. Tình trạng bỏ phun ấy là rất nhiều. Nên là đến thời điểm này là bán túng bán tháo cả nhà, không chịu được. Đấy, không chịu được nữa. Đấy, các bác xem vải của em đây. Đây này. Đấy, nó chín nhưng mà em vẫn cứ để nhá. Em để chắc độ tầm thêm mấy hôm nữa cả nhà, 2-3 hôm nữa. Đấy, bởi vì cái giá hôm nay tụt, kể cả giá tụt như giá hôm nay, ngày mai giá nó vẫn giữ cái giá đấy cả nhà. Bởi vì thương lái họ vẫn giữ cái giá đấy, họ không bao giờ cho lên được. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy. Bởi vì nó phải qua cái đợt này đi, qua cái đợt mà vải xấu cả nhà. Cả nhà phải hiểu là qua cái đợt này là các bác là không chịu được ấy. Thương lái họ không biết mà. Đến tầm thời điểm này là vải của các bác là không chịu được. Bởi vì nó bị do bướm châm đã bị hỏng trước rất nhiều cả nhà. Đấy, nó bị hỏng trước rất nhiều, nó không chịu được. Không chịu nổi là các bác phải bán thôi. Đấy, nếu mà không bán ấy, chẳng nhẽ lại bây giờ bỏ vườn, bỏ nó rụng hết. Đấy, nó rất chi là khó chịu. Mà bây giờ bác nào mà thăm vườn mà các bác bỏ cái vườn mà bây giờ độ tầm 15 ngày mà không phun thì các bác ra là biết rồi. Sâu xìa bỏ xít thì lại bướm châm thì nó hỏng rất chi là nhiều nhá cả nhà nha. Đấy, như em đây này, em chín nhưng mà em vẫn cứ để đây. Đấy, em phun thuốc thang và chăm sóc theo kiểu của em nó được đều ấy cả nhà, là quả nó để được lâu hơn, em kéo dài cái tuổi thọ của quả nó lên cả nhà. Đấy, em không bỏ như nhiều bác là em phun định kỳ ấy thì là nó quả nó rất ổn định nhá cả nhà nhá. Đấy, của em vẫn cứ để bình thường, nó không việc gì cả. Đấy, là không có con gì mà châm vào được. Đấy, mình phải phun theo định kỳ đều nhá cả nhà nhá. Đấy, chứ không thì nhiều bác bây giờ là không chịu được rồi, không chịu nổi. Đấy, không chịu nổi. Đấy, các bác quả đỏ hết rồi nhưng mà em chắc để đậu tầm 2 ngày hoặc 3 ngày nữa em mới bẻ nhá cả nhà nhá. Đấy. Như thế này em cứ để cho nó đậy. Không việc gì phải vội. Đấy, những bác mà đã sành trăm vải đấy, các bác nó không vội. Chỉ có anh với em mà vội ấy là anh em mà bỏ phun lâu rồi ấy, mười mấy ngày đấy. Cả nhà. Đây là em mà hướng dẫn cả nhà phun cái đợt phun vừa rồi đấy, hôm nay là ngày thứ 5. Đấy, quả nó vẫn rất ok này. Đấy. Thì em phun ấy được 5 ngày thì em để khoảng độ tầm 2-3 ngày nữa là em sẽ bẻ. Nó rơi vào khoảng độ tầm trên 1 tuần là bao giờ mình sẽ hái ra chợ bán nha. Đấy. Nhiều anh em ấy bỏ vườn là anh em không phun đấy, là tỷ lệ ấy rất là nhiều năm nay ấy. Bởi vì nó sai ít cả nhà, sai ít là đến thời điểm này là không chịu được là các bác là phải bẻ. Bẻ là phải bán gấp, không bán gấp là mấy hôm nữa là mưa xuống cộng với châm nữa thì là nó làm hỏng hết quả. Đấy, các bác bắt buộc phải bẻ, đến thời điểm này phải bẻ gấp. Nên là bây giờ cái lượng quả đấy, mỗi nhà một vài thô ấy cả nhà. Ví dụ mỗi nhà được 2 sọt thôi, nhưng mà đến thời điểm này là dồn dập nhá. Nó dồn dập ấy, nó chỉ trong vòng khoảng tầm 3 ngày là bắt đầu nó sẽ hết cái đợt dồn dập cả nhà. Nó hết cái đợt quả dồn dập mới đi thì là bắt đầu là nó sẽ thô nào đẹp
là giá trị, mà thô là xấu hẳn nhé cả nhà nhá. Xấu hẳn là không có giá nữa. Đấy. Xấu hẳn là không có giá rồi. Đấy cả nhà nhá. Bởi vì xấu ấy, thì là không thành tiền. Đấy, như hôm nay em đi bên Tân Mộc quay đấy cả nhà. Vải u ấy nhá. Hàng đẹp vẫn trên 40, 38 đổ lên. Mà hàng rất chỉ là đẹp. Đấy. Còn riêng là xấu ấy, chỉ 20.000 đổ về thôi. Chỉ 20.000, 15.000 thôi. Riêng hàng xấu nó lại như vậy. Nhưng mà hàng đẹp ấy, thì là nó vẫn giữ ở cái giá rất cao. Đấy là hôm nay là em cập nhật cái giá ở bên Tân Mộc nhé cả nhà nhá. Nếu mà em không cập nhật cái giá ở bên chỗ điểm cân ở bên cầu Chét đâu. Nhưng mà em nghĩ là vải ở quốc lộ 31 hôm nay là có cái giá nó nhiều anh em cập nhật giá rất chi là rẻ. Có khả năng nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 10.000, 7-8.000 là có rất nhiều. Bởi vì tại sao lại có cái giá vải như vậy? Tại vì cái giá vải như vậy là các bác bỏ phun là bây giờ sâu châm nhiều và sâu đục cuống nó phát triển rất chi là mạnh và nó làm hỏng quả nhá. Đấy cả nhà nhá. Đây quả nhá. Xem quả này này. Đấy, không phải là sâu châm nhá. Đây là nó bị vết chàm đấy cả nhà. Chàm đấy. Đấy. Đấy, anh em bây giờ thời điểm này là đang nháo nhác rồi, phải bẻ bằng hết nhá. Có loại vải xấu khi phải bẻ bằng hết cả nhà. Đấy. Đấy em cứ từ từ bình tĩnh thôi cả nhà, em cứ bình tĩnh thôi. Đấy. Chín tương đối là rất là đẹp rồi. Đấy cả nhà xem. Nhưng mà em chưa nhá, em cứ từ từ ạ. Đấy, em phải để qua cái đợt này qua 1-2 hôm nữa nó hết cái đợt vải xấu này đi cả nhà. Hết cái đợt vải xấu các bác bẻ ồn ào đi. Bởi vì thương lái Trung Quốc họ cái giá 40.000, 50.000 ấy, họ lấy cái giá rất cao. Nhưng mà vải phải đẹp cơ, họ mới lấy. Chứ không như là cái vải xấu ra họ không lấy nhá. Đấy, hôm nay là thương lái của Trung Quốc sang bên bên chỗ bên ngã ba cầu Chét đấy cả nhà. Đã phải di chuyển, thương lái họ đã không có vải đẹp để họ mua. Nên là họ di chuyển sang Tân Mộc rất nhiều. Đấy cả nhà. Bởi vì năm nay ấy, vải bên Tân Mộc là hầu như là toàn vải là vải u hồng nhá, vải u hồng ở bên đấy. Nên là họ được mùa, riêng vải u là được mùa nhá. Nên họ chạy sang đấy hết cả nhà, chạy sang khu vực đấy hết. Đấy. Còn riêng Thanh Hà của em đấy, em mà chắc phải độ tầm 1-2 hôm nữa là em mới bẻ. Đấy, như Thanh Hà đấy, hôm qua là có bác là cũng bảo rồi, 35-40 mà hôm nay chỉ bán là 25.000 thôi. Đấy, nó tụt nhá cả nhà nhá. Nhưng mà vải các bác đấy em nhìn ấy, nó không bao giờ sạch và đẹp bằng vải của em được. Nhưng mà em để qua cái đợt này đó là em mới bẻ nhá. Em qua cái đợt này em mới bẻ. Đấy cả nhà. Em không phải vội đâu. Cứ bình tĩnh. Chứ phải vội. Đấy. Chứ còn nếu mà vội vàng quá là bẻ ra ấy. Đến thời điểm này ấy, là chỉ đi cùng các bác là không chăm không phun đấy cả nhà, không chăm không phun đấy là đến thời điểm này là không chịu được cả nhà nha, không chịu được các bác bẻ. Còn em chăm bình thường đấy là em vẫn cứ để thôi. Đấy, đây như những cái xanh này này, đấy như những cái quả này ấy. Còn lâu nhá cả nhà nha, như cái này phải 2 tuần đó. Đây này, còn lâu, loại này nó còn phải 2 tuần nữa mới chín nhá, vẫn còn xanh đét kìa. Đây này. Đấy, làm gì phải vội. Như những cái này ấy, mình chăm mà phun ấy, mình còn phải phun độ tầm 2-3 đợt nữa. Mình cứ để thoải mái từ từ nhá cả nhà nhá. Đấy. Đây này. Đấy. Nếu mà em cái lượng quả này là em chăm và em phun ấy, thì em để cho các bác là bán trong vòng khoảng độ tầm 1 tuần nữa cả nhà. Các bác bán 1 tuần nữa là các bác sẽ hết cái vải xấu. Nếu mà hàng đẹp là hàng đẹp, mà hàng xấu là cực kỳ xấu cả nhà nhá. Ta không có cái loại vải chung chung nữa cả nhà, nó sẽ không có cái vải chung chung nữa. Bởi vì cái loại vải chung chung bây giờ ra ấy, nó nở vời ấy. Xấu không phải xấu, đẹp không phải đẹp đấy. Tầm này ấy, các bác chăm nó bỏ dở. Đấy, nó bỏ dở ấy, thì đến thời điểm này là bắt buộc phải bán rồi. Không bán là sâu nó cũng châm làm hỏng hết. Đấy, như của em là em cứ đã sai là em cứ chăm này. Cứ từ từ bình tĩnh thôi cả nhà. Đấy.
Thanh Hà nha cả nhà nha. Xài ủ hết rồi. Đấy. Xài quá tải. Lẽ ra nó rụng bớt đi nên mấy quả nó mới lớn hơn. Nhưng mà quả này nó xài quá tải này. Đấy, lá xanh đen là nó sai tỷ lệ nhiều, nhưng mà lá em chăm ấy, lá xanh ấy thì không sợ chết cây nha cả nhà nha. Đấy. Sai ủ luôn cả nhà. Đây này. Đấy là những cái xanh nhá, còn là những cái chín này này cả nhà thấy chưa? Đấy. Những cái đấy đó em phải chăm để cho nó như đẹp như thế này thì em bắt đầu là em mới cho ra chợ nhá. Kiểu gì em phải chăm như thế này thì em mới cho ra chợ. Đấy. Cả nhà năm nay sai ít ấy, cả nhà là bỏ nhá, là nhưng mà em không bỏ. Em vẫn chăm từ từ. Đấy cả nhà xem quả. Rất chỉ là to và đẹp. Thế này cơ mà, quả tầm này nó rất nặng cả nhà. Cả nhà chăm được cái quả vải to nặng ấy, nó rất nặng. Đấy, nó rất nặng nhá. Nó rất nặng cân. Nó không nhẹ phèo như là những cái bác mà bây giờ bán vải vải Thanh Hà đấy, có bác bán đấy, em thấy cái sọt nó, cái quả đấy nó không được lì gai thế này đâu cả nhà, nó không được lì gai thế này. Đấy, chăm quả nó phải lì gai thế này cơ. Kể cả vải vải u nó cũng như vậy nhá cả nhà nhá. Kể cả vải u nó cũng như vậy, các bác phải chăm nó lì gai đi thì nó mới nặng được. Vải u ấy thì nếu mà có gai ấy, nó vẫn còn nhìn cái vỏ nó còn dày ịch ấy, thì là nó vẫn nhẹ phèo nhá cả nhà nhá. Đấy, nó vẫn nhẹ, nó không thể nặng được. Đấy, đấy, mình cứ bình tĩnh thôi cả nhà, cứ bình tĩnh thôi. Đấy cả nhà, cứ bình tĩnh thôi, không phải vội, không phải vội vàng. Đấy, mình cứ chăm phun được đều ấy, không phải vội vàng nhá cả nhà nha, chả vội vàng. Em là em không đụng hàng với các bác nhá, nếu mà em đi bán là em hàng của em là em không đụng hàng với các bác. Đấy, nó cùng là người làm vải đấy, nhưng mà em vải của em không đụng hàng đâu nhá. Vải của em chăm nó khác của các bác nhiều. Đấy, dám đầu tư và dám chăm quả vải như thế này là các bác biết rồi. Đấy cả nhà. Đấy cả nhà thấy tuyệt vời không? Đấy, vải Thanh Hà nó phải như thế này, nhẵn lì gai, cái đít đít của nó phải nở nở hết rãnh này, lì hết đây này. Đấy, đi bán nó mới đúng đúng hàng loại 1, loại 2. Đấy, chăm vải nó phải như vậy nhá cả nhà nhá. Đấy. Ok không? Đấy, chăm vải nó phải như vậy thì mới ok được cả nhà. Đấy, rất tuyệt vời. Đây này cả nhà. Cả nhà phải hiểu nhá, cái loại xanh này ấy, là cả nhà vẫn cứ phải chăm. Có loại này nó phải mất đi thêm khoảng tầm 20 ngày nữa, hoặc là hơn, hoặc là 15 ngày. Đấy, nó mới ra được cái quả vải như em vừa nãy em quay đấy. Đấy, mình phải mất đi khá là lâu thời gian để chăm sóc thêm nữa. Đấy, cả nhà xem thấy chưa? Đấy, cả nhà không phải vội. Đấy, là chăm hàng nhìn nó sạch sẽ này mà. Đấy, nhìn cái quả nó rất chi là sạch. Đấy, cứ làm thế nào mà cứ chăm cho nó thật là đẹp như những cái quả vừa nãy em quay đấy cả nhà. Nó phải như thế thì mình mới bán. Đấy là những cây vải tơ nhá cả nhà nhá. Đấy là những cây vải tơ. Cây vải tơ ấy thì là nó sẽ chín trước. Là còn đây là những cái cây vải già có tuổi rồi thì nó sẽ chín muộn hơn. Bắt đầu đây này. Đấy, những quả nó bắt đầu lì gai dần này. Đấy, nó lì gai dần xong là nó đến lên màu nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà phải hiểu đây này. Đấy, đây là những quả này nó bắt đầu lì gai này. Đấy, cả nhà xem những cái quả này nó chưa lì gai này. Nó vẫn còn xanh hơn này này. Đấy, như những quả này này. Đấy, nó vẫn còn xanh và có gai hơn nhá. Nhưng mà mình chăm ấy và phun vào ấy, nó sẽ lì gai từ từ. Đấy cả nhà. Đấy, loại này này vẫn còn phải kéo dài cái độ tuổi của nó lên nữa cả nhà. Nếu mà như thế này ấy thì khoảng độ tầm 20 ngày nữa bán được. Nhưng mà mình trong khi đó mình chăm phun ấy, có phải nó có thể kéo lại thêm cái tuổi thọ của nó thêm một tuần nữa. Đấy cả nhà nhá. Là vải mình chăm là mình sẽ bán từ từ. Đấy, mình sẽ bán từ từ.
chứ không phải vội. Đấy, đây này. Đấy, lúc cái quả nó còn bé, còn xanh ấy, nó rất gai, rất nhọn nha. Đấy, gai rất nhọn như chôm chôm. Đấy, cả nhà xem nhá. Đấy, gai như chôm chôm luôn. Đây nha cả nhà nha, cái quả vải của vừa nãy em quay ấy, là cái quả vải của nó còn xanh. Và mình chăm thế nào nó phải như thế này đã. Đấy, cả nhà xem thấy chưa, cái loại vải chuẩn bị đi chợ ấy, nó phải như thế này cả nhà. Đấy, mình phải chăm những cái quả đấy làm sao nó phải như những quả này thì mình mới cho đi chợ. Đấy, thì nó mới đạt chất lượng. Đấy, cả nhà phải hiểu. Nếu mà các bác chăm vải ấy, là em theo em nghĩ ấy, là rất nhiều bác chưa làm được cái vải nó đến cái tuổi này mới xuất ra thị trường. Rất ít nha cả nhà nha. Rất ít bác dám chăm cái quả vải như thế này. Bởi vì các bác ấy cứ thấy cái quả mà nó hơi hơi đỏ lên đẹp đẹp một tí là các bác bẻ rồi. Các bác không dám để và không dám chăm và không dám phun nữa rồi. Đấy. Đấy là cái tâm lý của các bác là làm vườn đấy. Những bác mà nó đã xanh làm vườn đấy cả nhà. Đấy. Họ chăm để rất từ từ, khi nào đẫy thì mới bán. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy. Và em xin nói với cả nhà như thế này. Những bác nào mà đã xanh chăm vải đấy là cái tỷ lệ của những bác ấy rất ít nhá cả nhà nhá. Chăm được cái quả vải đẹp như thế này này, tỷ lệ của những bác chăm vải rất ít nhá. Đấy, nếu mà 100 người gọi là 100 hộ gia đình chăm vải, trong khi đó nó chỉ có khoảng tầm 5 hộ biết làm thôi cả nhà. 5 hộ. Đấy, cái tỷ lệ phần trăm làm cái quả vải đẹp này đấy, rất ít người biết làm. Đấy, nếu mà các bác có đi học hỏi đấy, người ta cũng không bảo đâu nhá cả nhà nhá. Em xin nói thật là không bảo. Đấy, nhưng mà trong khi đó em lên video, em hướng dẫn cả nhà làm sao để làm những cái quả vải đẹp như thế này này, là các bác vào xem. Nhưng mà trong khi đó các bác, tỷ lệ các bác làm theo em ấy rất ít. Đấy, các bác vào xem ấy, có bác còn nói em là ông này chỉ giỏi chém gió thôi, nói phét. Đấy, đến thời điểm này em quay lên cho cả nhà nhá, như những quả vải này ấy, thì là không phải nói phét nó rồi cả nhà nhá. Đấy, như thế này, như những quả này là em quay lên cho cả nhà xem này, là không phải nói phét nó rồi nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy, là cả nhà cứ làm theo em. Nếu mà cả nhà làm vải mà không đẹp ấy cả nhà, là cả nhà cứ alo cho em qua số điện thoại 0982506956. Các bác cứ kết bạn Zalo đi. Đấy, các bác mà chăm phun và theo công thức của em làm, nếu mà không đẹp đấy, các bác alo cho em để em chỉ ra. Và các bác phải kết bạn Zalo, các bác phải gửi hình ảnh những cái quả vải của các bác chăm đấy cả nhà. Các bác chăm vải đấy, nếu mà các bác muốn làm đẹp đấy, thì là các bác kết bạn Zalo đấy, là các bác phải thường xuyên nhá. Thường xuyên gửi cái hình ảnh qua cho em, là em biết cái quả vải của bác là dư đạm này, đấy, thừa đạm này, hoặc là bị bén bệnh này, phun không khỏi này, vải nó bị bệnh gì này, thì là em mới chữa được nhá. Chứ còn các bác là nhiều bác là cũng kết bạn Zalo rồi, nhưng mà lâu lâu lại hỏi là cái vải đến thời điểm nó đã bị bệnh rồi, là chữa nó không kịp mà cũng không làm được. Đấy, có bác vào hỏi ấy, là cái vải ấy, nó bị nứt nhiều đấy, hỏi em ấy bảo là anh ơi, bây giờ vải của em bị nứt thế này thì lấy thuốc gì phun được không? Thì em xin trả lời thật là không có nhá, không có cái gì mà để phun để cho nó cả nhà, không có thuốc gì để phun để cho nó khỏi cái bị nứt kia. Đấy, cái vải bị nứt đấy là nó do các bác khoanh lá non và nó sai cục, và đến thời điểm nó bị cái hạt này phát triển nhanh, là nó từng chùm chùm ấy, bị cục ấy, là nên nó bị nứt nhá cả nhà nhá, nó bị nứt đấy, là nó hỏng. Còn cái nứt mà từng quả lâu lâu lại từng quả đấy, là nứt bị châm ấy, dùi bị bướm ấy, bướm nó đục quả, nó đục vào đấy đấy, xong là nó bị nứt đấy,
cái đấy là bị nứt do bướm nhá, bướm trầm nhá, cái đấy là nó không bị nhiều. Nhưng mà nếu mà nó bị cái chùm vải của các bác đấy, ví dụ là khoảng độ tầm mà cái một chùm của nó là 30 quả, nhưng mà trong khi đó nó phải nứt đi khoảng độ tầm 15 quả rồi, còn 15 quả chưa nứt thôi. Đấy các bác phải hiểu như vậy. Đấy các bác có đăng lên hội đấy. Thì những cái nhà thuốc người ta bảo là phun canxi từ đầu. Đấy, là em làm rồi nhá cả nhà nhá. Những đợt trước ấy em có phun canxi, em làm rồi mấy năm rồi. Những loại vải ghi là em làm rồi. Đấy, không bao giờ được. Cũng phun canxi từ đầu nhưng mà không được nhá cả nhà nhá. Vẫn bị hỏng hết. Nứt và hỏng hết. Đấy, có bác bảo là vải Thanh Hà không nứt. Các bác chăm chưa đến tuổi. Chưa 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 đủ tuổi chăm. Nếu mà các bác chăm vải Thanh Hà mà nó cực cực to, cực đỉnh, cực ấy ấy, mà vải bén cục ấy là nứt hết, không phải là không nứt đâu, là các bác chăm yếu ấy, thì cái quả nó chưa đến tuổi là nó không bị nứt thôi, là cái vải kia ấy, bán ấy không thành. Đấy các bác nhìn thấy cái quả vải của em nhìn nó khủng khiếp thế này cơ mà. Đấy ship lên sọt mà đi ra chợ ấy, chỉ có hàng đỉnh thôi. Đấy em mà lên video ấy là em mà rất tận tình bảo cả nhà làm. Nhưng mà trong khi đó một số thành phần là vào lại nói xuyên tạc của em là thế này thế kia. Nói em chém gió, ông này là ông này chỉ nói phét thôi. Đấy. Đến thời điểm này là câu trả lời nhá cả nhà nhá, câu trả lời cho các bác nhá. Đấy. Những quả vừa nãy em quay ấy, còn xanh ấy là những cây vải già đấy. Đây là cây vải tơ nhá. Sức khỏe của nó là nó chín trước. Còn như những cây vải tơ đấy là em sẽ lên video thường xuyên. Quả sai rất nhiều nhá, nhưng mà em sẽ chăm cho nó để nó đạt như thế này. Em sẽ lên video thường xuyên. Đấy. Là hướng dẫn cả nhà cứ chăm và phun. Không phải vội. Đấy có bác bảo là vải của bác chín lắm rồi. Các bác bẻ đi, bẻ được rồi còn chăm gì nữa. Bảo em chưa. Em không phải vội. Em cứ chăm cho nó đấy. Nó nặng như này này. Như thế này là thoải mái ra chợ này. Thoải mái rồi. Nhưng mà em chưa nha. Em để 1-2 hôm nữa. Nó hết cái đợt vải. Anh em nó vải xấu nó ra nhiều quá. Đấy. Bán vải đi em, hôm nay em đi quay rồi các bác hiểu, hôm nay những cái bác mà sành chăm vải và các bác đi bán hàng, người ta bán hàng lão luyện đấy cả nhà, gọi là những cái tay cừ khôi lão luyện bán vải trong cái loại hàng đỉnh ấy, các bác hôm nay biết rồi. Kèm sọt vải ra cứ đứng ở đấy rất từ từ bình tĩnh và người ta sẽ nắm bắt cái giá thời cơ là để người ta vào bán. Đấy, giá nó phải như thế. Là mấy bác đấy bán vải nó rất chi là cực tốt nha. Nó không như nhiều bác là cứ phi phi ở mầm lao ở mầm và là bán ngay đấy. Bởi vì các bác ấy vải của các bác chăm nó chưa đến đạt trình độ và vải của các bác rất xấu là các bác phải chấp bán thật nhanh. Không là tí nữa là vỡ chợ là không bán được. Đấy kiểu là tâm lý cả nhà. Còn người ta vải người ta đẹp ấy, người ta biết là cái khung giá của người ta rồi. Đấy, ví dụ vải đẹp hôm nay đi, những cái bác bẻ ở vườn ra. Các bác là kiểu gì các bác biết cái khung giá là 40 đến 50. Kiểu gì các bác cũng phải đón cái lõng là cái giá như vậy là các bác mới bán. Kiểu gì cũng phải tầm 40 đến 50 các bác mới bán là các bác đón được cái lõng giá. Đấy, chỉ có tụt lên hay tụt xuống thôi. Còn về cái chế độ vải đẹp thật sự mà tụt xuống dưới 40 đấy thì là khá là khó, em nghĩ là như vậy. Thì các bác tại sao là em lại căn là em nói là vải đẹp tụt xuống giá 40 khá là khó là tại sao? Tại vì thương lái Trung Quốc là đến tận nơi thu mua. Các bác phải hiểu như vậy. Khi thương lái Trung Quốc đến tận nơi thu mua, chỉ sợ không có vải đẹp thôi. Các bác phải hiểu là chỉ sợ không có vải đẹp thôi. Đấy. Nếu mà vải xấu là Trung Quốc lại không lấy cơ. Đấy, vải đẹp là bao nhiêu họ cũng lấy. Là các bác phải hiểu như vậy, là mình phải chăm thế nào được cái quả nó thật đẹp thì là mới cho ra chợ. Là cái tâm lý người ta là chăm được quả vải đẹp, người ta đi bán người ta rất ổn định, không nháo nhào như là nhiều bác là cái vải nó không phải là vải hàng đỉnh, gọi là vải đẹp thôi, nên là đi chợ rất chi là tâm lý lao nhanh và đi nhanh đấy, để làm thế nào để bán được giá. Chứ còn nếu mà cái khung giá vải của hàng đỉnh người ta bán ấy, người ta biết rồi, người ta chỉ đi rất từ từ, cái khung giá người ta sẽ ví dụ hôm nay bán là 40 hoặc là như sáng hôm nay có 42 này, 40 này, 42 này, 4
46, 47 này. Đấy, những cái khung giá đấy họ bẻ ra. Đấy, vải như thế này họ đi sớm. Họ sẽ vẫn lấy cái giá 46, 47 hoặc là 40, 42. Họ không bao giờ bỏ được cái giá đấy. Nếu mà tụt ấy, họ vẫn được 38. Nếu mà có tụt nhiều ấy thì là nó vẫn giữ mức 38 là họ biết. Nhưng mà riêng thương lái Trung Quốc đến tận nơi thu mua không bao giờ tụt cái giá dưới 40, rất ít nha cả nhà nha. Riêng năm nay cái lượng vải nó ít thì cả nhà phải hiểu như vậy. Đấy. Video em lên và nói chuyện với cả nhà là em phân tích và nói một số vấn đề để cả nhà cứ chăm vải theo cách của em, cả nhà cứ bình tĩnh chăm nha. Đấy. Video em lên như vậy thôi, em nói với cả nhà như vậy thì những bác vào xem được video của em là các bác đăng ký kênh và sang năm là các bác làm theo em nhé, cứ làm theo em đi. Ví dụ vải đẹp như thế này, như năm ngoái đại trà là em chăm vải như này là em bán, là năm ngoái là em vẫn bán là 22.000, 25.000 đấy, nó không được 30.000 đâu, nhưng mà mình chăm được cái quả vải như thế này đi bán trên 20.000 nó rất chi là sướng đấy, các bác phải hiểu như vậy. Bởi vì các bác năm ngoái đấy, các bác bán những cái vải ấy, các bác chỉ 10.000 thôi, 12.000 thôi. Nhưng mà em đi bán 22, 24 là em vẫn thích nhá. Đấy. Mình 10 tấn thì mình trong khi đó nếu mà mình 10 tấn mình vẫn đạt 200 triệu. Nếu mà mình chăm full đấy, giỏi lắm nó chỉ đi khoảng là tầm 30 triệu thôi, 10 tấn. 10 tấn vải mình chăm đi full đi nó chỉ 30 triệu. Nếu mà thuê người bẻ nó thì là chắc mất đi khoảng tầm một chục nữa là 40 thôi. Thì trong khi đó là một vụ vải một năm 10 tấn ấy, thì mình vẫn trừ đi hết thì mình vẫn được khoảng độ tầm 150 đến 160. Thì 150 đến 160 ấy, 10 tấn vải ấy, làm mình vẫn đủ gạo ăn một năm nha cả nhà nha, vẫn đủ gạo ăn chi tiêu trong một năm 10 tấn vải. Đấy, là em mà là em vẫn tiếp tục trồng vải nha cả nhà nha. Còn em là em không bỏ nghề trồng vải. Còn các bác chuyển đổi sang cây trồng gì khác ấy là tùy các bác. Đấy. Đấy mỗi người một một sở 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 trường làm. Đấy cả nhà nhá. Đấy rồi video em lên như vậy thôi. Rồi em xin được chào cả nhà.